Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 9 tháng 7, người dân thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình nghe tiếng la hét kêu cứu tại nhà ông Thống, người đang giữ chức vụ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình. Ngay lập tức mọi người liền chạy qua kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đang thoi thóp, trên người có nhiều vết thương. Thầy Thống được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên vết thương quá nặng nên đã qua đời. Kết quả điều tra cho thấy nạn nhân mất mạng do bị nhiều vết thương dẫn tới sốc, mất hồng cầu cấp và qua đời. Cùng thời điểm đó, một số người dân phát hiện có một nam thanh niên mặc quần dài và áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, điều khiển xe máy chạy khỏi hiện trường. Ngay lập tức, thông tin về vụ thảm án này đã được báo cáo đến cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nghi phạm đã dùng vật sắc nhọn tấn công liên tiếp, gây ra tổng cộng 13 vết thương trên người ông Thống. Trong đó có một nhát chí mạng vào phổi, khiến nạn nhân thiệt mạng. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã xác định đây là vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân không có mâu thuẫn nhưng bị sát hại dã man với 13 vết thương trên thân thể. Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp với công an huyện Thăng Bình tập trung điều tra. Sau 10 ngày tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát sàng lọc, xác minh các đối tượng. Đến chiều 19 tháng 7, Ban chuyên án Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác định nghi phạm là nam sinh Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy, sinh năm 2006, thường trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tạm trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nghi phạm đã bị công an bắt giữ chiều hôm 19 tháng 7, sau 10 ngày lẩn trốn tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Sau một ngày bị bắt, nghi phạm đã thừa nhận hành vi đoạt mạng người của mình. Điều đáng nói, Duy vừa học xong lớp 9 tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Hà Lam. Trong 4 năm học, từ lớp 6 đến lớp 9, Duy đều là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Liên quan đến vụ việc, cô Trần Thị Ái Trâm, giáo viên trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, chủ nhiệm lớp 9 của Duy cho hay, cô và bạn bè đều bàng hoàng khi biết tin Duy chính là hung thủ sát hại thầy Thống. Ngày 24 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy để điều tra về hành vi đoạt mạng người. Duy là bị can duy nhất của vụ án, vừa học xong lớp 9, tốt nghiệp trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp dựng lại hiện trường vụ án nam sinh đoạt mạng thầy hiệu trưởng. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi đoạt mạng thầy Nguyễn Nhất Thống. Duy khai nguyên nhân vụ án mạng là do trộm cắp tài sản. Đối tượng đã đột nhập vào nhà thầy Thống để trộm cắp tài sản. Khi bị thầy Thống phát hiện và bắt giữ, Duy chống trả và dùng hung khí là vật sắc nhọn tấn công liên tiếp, khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau đó Duy lấy được một điện thoại di động rồi tháo chạy khỏi hiện trường. Sau khi gây án, trên đường trở về thị trấn Hà Lam, do điện thoại của thầy Thống liên tục có cuộc gọi đến, khiến đối tượng lo lắng nên đã vứt xuống ao Hà Kiều tại thị trấn Hà Lam để che giấu hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp lực lượng chức năng lặn tìm được chiếc điện thoại của thầy Thống mà hung thủ đã phi tang tại ao Hà Kiều. Về động cơ trộm cắp tài sản của Duy, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, kết quả điều tra ban đầu cho thấy Duy có chơi cờ bạc, sau đó bị bố mẹ la mắng nên bỏ nhà đi. Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, cần phải tiến hành đối chiếu các hành vi, đối chiếu với các tài liệu, vật chứng thu tại hiện trường, kèm lời khai của nghi phạm và xét nghiệm ANND, từ đó để làm cơ sở củng cố, hồ sơ, làm các bước tiếp theo. Chiều ngày 22 tháng 7,
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã chính thức khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy, kẻ đã đoạt mạng thầy hiệu trưởng bằng vật sắc nhọn một cách oan nghiệt. Nói về Duy là đối tượng ra tay sát hại thầy hiệu trưởng, cả nhà trường và bạn bè đều hết sức bất ngờ, bàng hoàng không tin vào sự thật, bởi nam sinh này là học sinh giỏi 4 năm liền, có hạnh kiểm tốt. Ngày 20 tháng 7, cô Trần Thị Ái Trâm, chủ nhiệm lớp 9 của Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy cho biết, cô hết sức bất ngờ trước thông tin Duy là nghi phạm sát hại ông Nguyễn Nhất Thống, sinh năm 1966. Theo cô Trâm, Duy chuyển đến trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thị trấn Hà Lam, năm học lớp 6. Từ năm lớp 6 tới lớp 9, Duy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, là một trong những học sinh nam học giỏi nhất lớp. Cô Trâm chia sẻ, so với các bạn trong lớp, Duy thể hiện sự chững chạc, chín chắn hơn. Em không chơi đùa, vi phạm trẻ con như những em khác, có vẻ điềm đạm hơn. Những nội quy quy định của nhà trường, em đều không vi phạm. Các phong trào của nhà trường em tham gia rất tốt, có ý thức, tự giác trong việc học tập. Thường mỗi lớp có một vài em học sinh cá biệt, nhưng Duy không chơi với mấy bạn cá biệt trong trường. Các thầy cô khác cũng nhận xét em Duy học rất giỏi, hiền từ. Khi biết sự việc, cả giáo viên và học sinh trong trường ai cũng bất ngờ. Theo cô Trâm, sau khi tốt nghiệp lớp 9, thời gian qua, Duy có đi làm thêm tại một quán cà phê để kiếm thêm thu nhập vì gia đình không phải khá giả. Cô Trâm nghẹn ngào nói, có thể vì còn quá trẻ tuổi, em bị cám dỗ nên đã đi vào con đường sai trái. Thạc sĩ luật sư Cao Ngọc Sơn, giảng viên khoa luật Trường Đại học Văn Lang cho biết, theo quy định tại Điều 12 Bộ Luật Hình sự, thì người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật này có quy định khác. Theo kết quả điều tra, hành vi của Duy có thể cấu thành tội đoạt mạng người. Tuy nhiên, do Duy vừa tốt nghiệp lớp 9 và chưa đủ 16 tuổi, nên theo quy định của pháp luật, tài sản Duy trộm chỉ là một chiếc điện thoại có giá trị dưới 200 triệu đồng, thì không thể truy cứu Duy về tội trộm cắp tài sản được, vì Duy chưa đủ 16 tuổi. Do đó, chỉ có thể truy cứu Duy về tội đoạt mạng người. Mức chế tài xử phạt cho tội đoạt mạng người trong vụ việc này có thể là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Do đó, mức phạt tù có thể áp dụng đối với Duy cao nhất là 12 năm tù. Ngoài trách nhiệm hình sự, Duy còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đã có hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.